hôm nay là ngày 11 tháng 10 thì vợ chồng Mai Khánh cùng với anh em cán bộ nhân viên của Malaysia đang ở tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị bay ra Hà Nội để lên với bản riềng của huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng để chuẩn bị những công tác chuẩn bị để cho ngày 14 tháng 10 thì vợ chồng Mai Khánh cùng với lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân ở tại bản riềng sẽ động thổ xây dựng 40 căn nhà tình nghĩa Khánh Malaysia ở tại bản riềng. Nên là hôm nay thì cả đoàn của Malaysia đi ra ngoài Hà Nội để lên Cao Bằng để chuẩn bị công tác tất cả mọi thứ để làm sao mà cho nó tốt nhất để mà chuẩn bị động thổ xây dựng 40 căn nhà tình nghĩa Khánh Malaysia ở tại Cao Bằng. Trước khi đi thì nhìn bà xã của anh rất là xoang chảnh, nhưng mà chắc có lẽ là và đi lên đến nơi và khi về đấy chắc có lẽ rằng là sẽ te tua lắm đấy nhỉ. Nhìn chắc sau công việc là lại phèn giống như bữa lọ thôi, đúng không? Nhìn phèn lắm. Người ta đẹp là đẹp từ tâm hồn mà ra, chứ không phải chắc bề ngoài. May có cái tâm hồn còn yêu chứ bây giờ mà lại đã xấu người này, xấu cả tính thì chắc ai yêu. Nói vậy thôi nhưng mà lùn nhưng mà là quý phái. Lùn là cái gì? Lùn là tất cả mọi người đều phải cúi xuống nhìn mình, còn nếu mà cao thì tất cả mọi người người ta nhìn mặt lên nhìn, đúng không ạ?